thì là tòa nó gọi rồi, mới nó là gọi thì là tiền là giá ngân hàng chứ bác không quý tiền. Chú làm gì đấy? Đó. Tiền quay về. Quay gì? Tiền giá ngân hàng. Chú quay cái gì? Quay để xem anh nói chuyện thế nào. Anh nói với chú như anh làm giải quyết được luật. Chú ấy tất cả chú không nghe anh không ngán gì chú đâu. Nhá. Chú bỏ ra chú khi ấy chú không người chứ. Bỏ không? Chú quay đi. Đây là ngân hàng quốc tế. Đúng rồi. Vâng, anh cứ quay thoải mái. Nhá, quay người ta xong rồi lên còn đấy à? Vậy làm giấy phép kinh doanh lừa đối khách hàng xong. Ai lừa? Ai lừa? Cháu ơi, cháu bây giờ làm xe bác có này. Bất tẩy cái gì đâu. Nói được kinh doanh, nói được phát nhiều cái lốc. Chú ơi, em ký hết tất cả. Tôi giải thích chú này. Phải lọc hai số. Bất tẩy xe nuôi ai chả làm. Nhá, tôi giải thích cho bác này. Mấy trăm 20 triệu đã giá nhân 500, bây giờ đòi. Quay cái chú như nào, đối nếu trường hợp tôi đã gửi đến công an thành phố kinh tế Hải Dương này. Không sai, bây giờ em hỏi bác này. Bác này này này. Tòa án nhân dân. Đòi con đéo kia là bác sẽ giá tiền ngân hàng. Bây giờ em để cho bác này. Tòa án nhân dân Hải Dương này. Em để cho bác này. Bác quay bỏ con đéo. Chú bỏ cái thái đồ xuống. Bỏ cái máy xuống. Sao phải bỏ? Bỏ xuống. Anh em nói chuyện với bác. Anh là người chủ quyết đây. Yêu cầu chú bỏ xuống. Không bỏ. Không bỏ gì? Không bỏ mời ra ngoài. Đây anh thông báo xuống nhé, hiện nay ngân hàng người ta đang có đơn. Đúng rồi. Gọi gia đình của bác lên để thích cái vấn đề này. Có đúng không? Đúng rồi. Cái con quay này, bất kể. Bất kể làm đều theo luật. Phép người khác. Nhá. Chứ đừng có dọa cái chuyện đấy. Ai làm sai người chịu trách nhiệm. Còn bác quay bác không có giả. Thì đương nhiên các tài sản đảm bảo phải thất bại. Đấy là luật quy định. Bác thử yêu tôi nói nhỉ? Thì đây tòa án đã gọi rồi. Công an đã gọi đây, rồi. Đây đòi rồi. Đã gọi rồi. Tôi có là em giải thích bác này. Thì là tiền giá thôi. Em giải thích bác này. Thế cái việc đấy là chú bảo em anh giải thích, tôi cấm chú luôn. Rất là bức xúc đấy. Tôi nói cho nghe là tôi báo chung với gia đình chú lên trên này để xem cái cách giải quyết của gia đình chú với ngân hàng nào. Nhá. Quay lại lấy được tiền là giá. Nếu sao mà chú bây giờ nhá. Cái gì? Chú cứ nói chuyện bình thường. Anh cứ nói chuyện bình thường nhá. Chóng bỏ ngay kiểu cái thái độ cho con chú ngán. Cứ dọa lạt người dân thế nào? Dọa lạt cái gì? Thế nào là tòa lạc? Cứ quát tháo đi. Nhầm. Tôi hỏi bác đi. Nhớ. Tôi có quát tháo. Cứ nhẹ nhàng. Không. Thế thái độ như này à? Thôi. Hả? Thôi. Hay à? Đây là... Em hỏi bác này. Ngân hàng rồi. Rồi. Bây giờ em hỏi bác này. Nhớ. Khi bác ở đây, em có quát tháo được bác? Không. Thế bác thích thái độ con gái ra bác thế nào? Bây giờ người ta đi vay đi mượn, đúng không? Bất kể chẳng nữa không có, các cụ nói là dân gian ấy. Đi vay đi mượn không có thì khất. Có đúng không? Phải cất, có đúng không? Thì cất, đây là bố cất một tháng nữa. Đấy, tòa án nhân dân Hải Dương người ta giải quyết hồ sơ thì em sẽ trả ngân hàng. Thế thì bây giờ bác thì chúng tôi sẽ ký vào hợp đồng. Thì tính như này, bác đi để đồng chí cắt bộ ngân hàng. Rồi. Tránh trường hợp, chú bỏ ngay cái điện thoại ra, ngồi nó phản cảm lắm. Nhớ, còn anh làm bất kể theo luật. Còn bất kể chú quay được, chúng tôi cho quay nhưng chú phải xin phép. Tôi chỉ thích chú thế, nhá, đây có mẹ tôi đây. Thôi cháu sao bác thấy không? Bây giờ tôi giải thích bác. Anh là người ít tuổi, cứ quát mẹ tôi, cho mẹ tôi sợ đấy. Tôi là chú này, tôi còn nhiều hơn của chú. Này này, bác xin cháu này. Đấy. Bác lên 3 tuổi. Bác này, bác xin cháu là đợi ngân hàng là giá. Bác ơi, bác sẽ giá ngân hàng. Em giải thích bác như này. Ừ. Bác nhá, em muốn là muốn như thế này. Ừ. Người ta có đơn như thế này đúng không? Đúng rồi. Em phải yêu cầu người ta. Đúng rồi. Mời các em lên trên này. Hôm nay anh báo tiếp tất cả gia đình người ta lên trên này để người ta trình bày về cái việc này nó như thế nào. Có đúng không? Đúng rồi. Em đang giải thích cho bác. Có đúng không? Vì bác bảo tôi không được nhận tiền thì đương nhiên cái căn cứ của ngân hàng bác nhé. Căn cứ của ngân hàng là cái gì? Vay hộ thì... Bác cái việc vay hộ. Em biết nhưng bác có ký vào cái việc là nhận tiền. Có đúng không nhá? Vay hộ bác vay hộ không? Còn cái việc cái sau giữ cái đấy là bác với con bé kia nó là cái quan hệ khác. Ngân hàng chỉ biết cho bác vay thôi. Bác người chung này, cái quan hệ này đúng là sao được mẹ? Nghe tôi nói vay họ đó là mình với quyết ngân hàng yêu cầu được cái hai số, mấy cái lộp một số là giải ngân rồi. Bây giờ này em giải thích bác này nhá. Giờ với làm chứng lấy số, nó bắt đầu mới cái. Để xem bác này. Còn nếu trường hợp bác cấp ngân hàng bỏ thôi, bây giờ tôi để đúng một tháng nữa ngân hàng đồng ý, người ta bảo về báo cáo lãnh đạo, tòa án dừng lại cái việc này. Còn nếu đúng theo quy định của luật, nhờ ngân hàng yêu cầu em quyết định em phải quyết. Nhá, cho bây giờ em giải thích bác nhá. Chưa gọi người ra anh đã cho số mình một tháng nữa mà. Nhớ. Đang làm rồi. Đang làm. Nhớ, anh bọn anh qua trả mà. Nào cho bác để em mới cho số tiền mình. Anh ngân hàng về rồi. Bác nghe em nói này. Bác ở lên trên này. Bác lên trên này. Bác nhá. Bác lên trên này. Đứng như chúng em. Nhưng mà cứ gọi là anh sợ anh bảo cứ có gì thì báo anh. Sao có gì thì bác sợ cả. Hôm đấy báo rồi.
nhà bác vay 1 tỷ 5 em thì thích bác này, là hiện nay chúng tôi là chết em giải thích. Đấy em anh đưa cho em giấy tờ của cảnh sát mới rồi cần điều tra tội phạm kinh tế. Hiện nay ngân hàng người ta đang đòi, người ta đòi này, người ta không dùng hóa đơn khống các anh cũng giải ngân được. Chúng em nếu lãnh đạo giao cho em giải quyết dự án này, chúng em chỉ mong muốn làm sao đấy để giữ cái người giữ ngân hàng của bác. Thì anh phải yêu cầu anh Hải mới còn ra làm chứng. Còn ra tòa thì đã đồng ý rồi bác. Ngân hàng có cho bác vay tiền không? Có. Bác có ghi với nhà tiền. Có đúng không? Bác để tôi vay. Nhưng mà ngân hàng làm sai. Ngân hàng này ngân hàng làm sai rồi. Hóa đơn khống là phải 2 sổ thì mới giải ngân được 500. Bác đúng rồi. Cái sổ có 720 làm sao giải ngân được 500 được? Thì anh đã bảo là chờ một thời gian nữa. Anh đang kiện rồi. Còn nếu trường hợp bác giả anh cũng làm găng năm chứ để bị tòa thì em phải giải quyết cho anh được. Thế còn cái việc phát mai nó là việc khác như này nhá, em thấy này nhưng mà cứ quay thì chúng ta vếu dược gì nhá, bất kể trong nước chẳng hạn, ví dụ bây giờ bác vay bác không sử dụng cái số tiền này, bác đành nhờ ông cho người khác vay, thì cái việc đấy là quan hệ khác, bác phải yêu cầu đòi người ta đang đòi không, bác đòi đang đòi. Nhưng bây giờ bác tức là bây giờ ngân hàng bác đang nhờ, bây giờ em giải thích bác nhá, ngân hàng ta chỉ biết cho bác vay, bác vay thì người ta đòi bác thôi, người ta không biết bác cho bà Liễu vay là ai, có đúng không bác? Người ta ngân hàng người ta chỉ biết là cho bác vay tài sản mua nhà của bà Liễu mà nhá. Người ta ngân hàng người ta chỉ biết là coi như là đã giao cho bác, cho bác vay tiền, và để vay cái khoản tiền này phải thế chấp cái tài sản của bà. Không, em không cần biết cái mua về với cả, em biết là như này ngắn gọn này thôi, bác vay tiền của ngân hàng thu tế có đúng không? Để vay khoản tiền này bác có dùng tài sản là con trai bác để thế chấp cho ngân hàng, bác chỉ cần vi phạm thời gian hạn trả thì ngân hàng người ta có quyền khởi kiện đòi nợ, đòi lợi, có đúng không? Người ta đòi lợi, nếu trường hợp bác không được thanh toán được ngân hàng thì là tòa án thì phải cho người ta phát bại tài sản để thu hồi vốn, đấy là cái quy luật. Thế còn việc bác vay cái số tiền này, bác cho ai vay là cái quan hệ bác đòi người khác đấy, bác đòi người khác không liên quan trong vụ án này. Bây giờ mời bác ngân hàng cho bác vay, bác không trả được ngân hàng có quyền yêu cầu đòi, nhá, người ta yêu cầu đề nghị tòa án này giải quyết cái việc tôi cho bác vay tài sản đảm bảo là gì của anh này, có đúng không? Có đúng thế không? Thì đây ngân hàng nó lại không cầm số của nó, bây giờ không có cầm sổ bác, số của Liễu này em hỏi bác này, đứng tên chính chủ là Vinh, bác em hỏi bác này, từ từ em giải thích cho bác như này nhá, em giải thích bác như này thôi nhá. Cái việc bây giờ chỉ biết là bác vay cái khoản tiền này, có đúng không? Đã dùng tài sản con trai bác thế chấp với ngân hàng, được chưa? Còn bác bất kể cái quyền là ngân hàng thiếu sai, ngân hàng chủ nhiệm, tôi chỉ biết là cái khoản vay này là thế chấp tài sản, là quyền đất, mua mảnh đất, có đúng không? Ngày xưa là bán nhà đấy, đổi cho em anh không rồi. Cần em không đổi cho bác. Anh rồi đấy, em chỉ hỏi bác là như thế này thôi, đổi cái nhà đấy cho anh rồi đấy, không cứ đổi chắc này không còn nhà nữa là đổi cho anh rồi đấy, đổi lại đổi cái nhà nào, cái nhà bé bán đi thì giả ngân hàng rồi đổi cái nhà đấy cho anh rồi đấy. Em chỉ biết là bây giờ như thế này, nhà nó rõ là bán nhà bé thì nhà to để nào, bây giờ bác ơi bán cái nhà của anh đi bác ơi, bác ơi em nói bác nghe này nhá, khi bác cần tiền chúng em là cán bộ giải quyết, có đúng không? Khi các bác cần tiền bác vay mượn ngân hàng để làm ăn hoặc vay tiền, có đúng không? Chả ông nào dỗ ông nào cả, có đúng không? Ai làm sai người chết. Bác cần tiền, bác phải có đơn đề nghị, phải có tài sản đảm bảo thì ngân hàng người ta cho mình vay, có đúng không? Bác cần tiền thì ngân hàng người ta cho bác vay. Căn nhà, em không dạ. Có biết cái gì cả, mình em chỉ ký thôi. Đây là cái thằng này. Đi bỏ làm vay, là do em hết. Anh nói gì chuyện gì về nó, nói với em. Thế nói anh em là chú cứ bị làm sao mà chú cứ cầm chú thì chưa à? Tôi quát, quát ra. Không, anh cứ quát thì em thấy. Không phải quát, anh nói. Nếu trường hợp như vậy nhá, tất cả mọi vấn đề tôi chỉ biết. Đây, em đã đưa hết những giấy tờ cần thiết rồi. Này, đưa cái việc này nó phải liên quan đến việc này. Sao không liên quan? Này, con này mới ông ra tòa giải quyết thì là có tiền đó. Chiều thứ năm, chiều thứ năm. Không phải là. Bác ơi, thế thì bác phải nói này, cái bác khất với ngân hàng. Bác ơi, bác phải khất với ngân hàng. Nhá, như con trai bác bảo là. Mẹ tôi không vay, mẹ ông vay ký nào được. Đúng, em chỉ biết ý, là bác là người đứng ra vay. Thì cháu thôi, đúng không? Em phải thích đúng bác rồi. Là người bị lừa. Nhá, ai lừa ai? Bà Liễu ngân hàng lừa. Cái việc bà, là bà ngân Liễu hàng móc xích mi là bà Liễu để lừa mẹ. Bác như này nhá. Cái em nữa. Bác nhá, bác cần phải dùng này này. Em phải biết này. Lấy trộm xó. Có. Nhá. Bác có đứng tên vay không? Lấy trộm xó đã khai báo tên công an tỉnh Hải Dương rồi. Có đứng lên vay rút tiền ngân hàng. Công an Hải Dương không giải quyết. Bác có cầm tiền ở ngân hàng không? Năm sáu năm nay. Có đúng không? Thế anh này có dùng tài sản để đảm bảo không?
tôi có, đúng không? Sau khi là biết được lừa đã báo với công an rồi, công an chưa giải quyết, bây giờ phải báo lên công an thành phố Hà Nội đây này. Em nói bác công an thành phố Hà Nội gửi về công an thành phố Hải Dương này. Thế là đây bác bị lừa. Bác em nói này. Nhá, bác em nói này. Tất cả ra pháp luật. Ai bảo như vậy? Nhưng bảo lừa, ai trái bắt ai cả. Tự dưng ngân hàng, nếu gặp bất cả một con người. Thằng A này nó bắt mình ra ngân hàng để ký tên nhá. Tao vay cho vay làm gì? Thế bác đúng đúng thế giờ mọi người mới chửi. Thế thì bây giờ này, tòa án phải làm theo luật. Đúng rồi. Nhá, chúng em phải làm theo luật. Nhá. Tất cả bác bỏ lừa thì bây giờ đương nhiên con trai bác nó còn hiểu hơn bác. Nó vừa gì nó như thế chấp tài sản cho ngân hàng. Nó ra văn bằng chứng để làm gì? Thế là cái con kia nó bảo là thế thì ra cái quân kia nó là bắt phê lọt hai xó vào ngân hàng, nhưng mà chỉ còn lọt một xó nữa nó đã giải ngân rồi. Quay điện đến ngân hàng là ngân hàng chưa giải ngân, à chưa nộp xó. Thế là ngã ngửa ra phải báo cảnh sát ngay cần. Bất kể chăng nữa, em chỉ thích ban này. Đây là hóa đơn khống. Không biết. Cái việc anh không có ban thì em chỉ thích này. Còn bác bảo là bác đã đề nghị nhá với ngân hàng. Các anh hiện nay tôi đang đề nghị này. Tôi để đúng 1 tháng nữa, bác em nói em phải thích nhá, có tình nguyên lý này, để cho gia đình bác này, để cho cả phía ngân hàng biết này. Bác ở hiện nay chúng tôi đang đòi bên kia, đòi được là tôi giả lập cho ngân hàng. Đúng rồi. Bác đến tôi, bác em đúng rồi. Bác để thấy em thích để có đồng chí ngân hàng, để sau này đồng chí về báo cáo với đàn đồng chí đấy, nhá. Tức là bác đang nói thì rồi đấy, mang hết lên đấy. Bác bảo rằng hết, là như này này, cái chỗ bên người ta yêu cầu đấy, chúng em, thì người ta thôi bây giờ cái các bác đang có hướng để giá anh ạ. Thế thì thôi cái vụ việc này bác phải tính ra, bác để em giải thích cho bác nhá. Tức là bây giờ bác trình bày người ta là thôi thì là chúng tôi đang yêu cầu bà Liễu, bà lấy cái số tiền của tôi nhá, thì bà phải trả cho tôi số tiền này. Khi lấy số tiền này thì tôi sẽ trả cho ngân hàng, có đúng không? Là tôi không còn làm ông nữa thì đương nhiên công bên ngân hàng phải trả cho tôi cái tài sản của con tôi, có đúng không? Thì tôi đề nghị các anh để cho chúng tôi trong vòng 1 tháng nữa, đúng không? 1 tháng rưỡi đi, cứ cho già dặn 1 tháng rưỡi nhé em nhá, nhớ nhá, 1 tháng rưỡi em vào đây, 1 tháng rưỡi nhá. Còn nếu ngoài 1 tháng rưỡi rồi mà không trả, đúng là 2 tháng thì còn tòa trên giải quyết, còn tòa trên nữa cả mà. Tòa Hải Dương lên tòa Hà Nội nữa cả mà. Tòa Dương đâu? Em có căn, em bảo em là cái căn cứ nào của tòa Dương giải quyết? Đấy. Không, em đưa cái giấy tờ đây là cái đơn tử của em xem có cái căn cứ gì là của tòa Hải Dương người ta đang giải quyết. Căn cứ gì? Viết bằng tay đó. Ồ. Bây giờ chỉ thích em này, em bảo hiện nay tôi đang cái vụ việc của tôi là giải quyết bằng một cái bản án đó, một cái gì mà quyết định tòa án thông báo này đang giải quyết việc này. Bác nhá, tao phải nói như này, đã ra pháp luật đây em nói nhá, thế còn không này chưa có. Vâng anh ạ, chưa có thì em đồng ý em đề nghị cho ngân hàng để cho bác đúng trong vòng 2 tháng. Bây giờ tháng 10, đúng tháng 12 nhá. Không giải được em giải quyết tôi luật có đúng luật mà nào. Mặc dù có bác có yêu cầu tòa ở Hải Dương hay không nhá bác nhá. Số tiền em đề nghị bao nhiêu rồi? Đi ra. Nhá, bác nhá. Em để thấy bác này. Ngân hàng ta ta ngân hàng về rồi chứ bác. Đấy, thông báo về cho anh số tiền bao nhiêu. Bác để em thấy bác này không có khả năng chi trả là vì không có lãi đâu. Bác để em để thấy này nhá. Tại vì 200 các em có giải ngân không? Để nữa chị em muốn làm sao giữ bác còn trả gốc này được rồi. Nhá, để cho thoải mái. Nói là nói cũng phải trả gốc này được rồi. Nghe không có. Người ta đồng ý người ta không yêu cầu chúng em. Thì chúng em không lý do thì là chúng em cố tình em giải quyết được người nào về nhà đó bác rồi bác có để em thì thích không? Ủa? Thế nhá, 2,6 500 thì có 2,4 trong vòng 2 tháng không có lãi đâu. Bây giờ tiền của anh trước kia nào em? Đúng đầu tháng 12 200 em có giải ngân không? Nếu mà sao rồi chưa? Thì là thôi, là ngân hàng người ta sẽ lên chưa về để rút hết hồ sơ về. Bác ạ, nhá. Còn nếu 60 triệu tiền lãi vào nhưng mà 200 em không giải ngân. Lúc đấy thì chúng em cắt hợp đồng. Xe anh phải bán, nhà anh phải bán. Bác nhá, lúc đấy này em giải quyết cho luật. Đất công bay thì bác. Nghe đây này. Bác đồng ý em nói nào. Nghe này. Nhá. Bây giờ tháng 10 thì thôi có trên kia có giải quyết được 2 tháng đấy. Nhá. Rồi. Này em cứ để cho 2 tháng. Ừ. 2 tháng nhá. Ừ. Đến tháng 12. Nhá. Nếu mà các bác giả rồi, bác không cần điện cho em được ngân hàng thì ta sẽ thông báo cho em. Ừ. Là anh ơi anh cái vụ việc của các em đề nghị đấy. Ngày nay bà Thắc bà đã trả cho em rồi. Nhá, nên chúng em phải giúp yêu cầu, không yêu cầu các anh phải giải quyết nữa. Em đồng ý. Được chưa nào? Chứ còn nếu trường hợp mà đi tháng 12 bác nhá, mà các bác chưa trả được, ngân hàng tiếp tục về yêu cầu thì đương nhiên chúng em phải cho thủ lý để giải quyết cái vấn đề cho người ta. Thế còn đã giải quyết thì theo luật. Luật quy định như nào chúng em phải làm đúng như chỉ như vậy. Nhà bác dùng ý nói nào. Em chỉ biết là
về sau này thì khi thụ lý rồi, giải quyết rồi thì em thông báo trao đổi với bác cái việc này nó như thế nào, ra làm sao, được chưa nào? Nhớ này, bác nói với cháu này, hôm đầu là có Úc qua ngân hàng về thì bác có nói như này, thì các cháu thông thám bác còn đang ra pháp luật cái đòi được tiền con kia là bác trả ngân hàng ngay, chứ bác cũng không chậm trễ gì đâu. Bây giờ còn thực ra bây giờ em trao đổi bác này, bác bảo là ra ngân hàng còn đúng ra đấy, vì thực ra cái này nó không tránh nhà tránh người được, vì các bác ngân hàng người ta cho vay đấy, hiện nay các bác này hiện nay đang chịu lãi quá hạn rồi. Ủa, đúng rồi. Nhà các bác chịu lãi quá hạn rồi. Không với trước với sau, bác chịu lãi quá hạn người ta trả tiền nước qua rồi, không có thiếu đồng một đồng nào tiền nước đâu, đây tiền của nhà nước, ngân hàng là tiền của nhà nước, bao dung nào. Thế thì trong cái quá trình giải quyết, chúng em chỉ mong muốn là sao này, giữa ngân hàng và các bác ta bàn bạc thống nhất với nhau để đi cái hướng chung để giải quyết, đỡ đưa phải đưa nhau ra tòa. Cái quan điểm của em chỉ như thế thôi. Bao giờ không em giải quyết trước em cách đây khoảng mấy tháng, ngân hàng người ta yêu cầu em gọi điện chúng này cũng nói chuyện với em vấn đề này. Thế xong rồi một thời gian, thế ngày hôm nay chú này chú về chú đề nghị chú hỏi anh hay anh, sau vụ kiện của chúng em không cho giải quyết em thấy được rồi, cái vụ kiện của em chứ. Thế này em điện cho con trai bác, mời lên trên này, hôm nay cả bác lên trên này. Thế lên trên này thì bác sẽ làm, bác bảo thôi được rồi, nếu mà trường hợp như vậy thì hiện nay chúng tôi đang đòi để có tiền ấy để trả cho ngân hàng. Ừ đấy nhá. Thế em đồng ý ngân hàng người ta không yêu cầu nữa, chưa yêu cầu nữa, người ta đồng ý là tôi đề nghị tòa án ấy. Ngân hàng chúng tôi bác cũng ngừng bỏ đấy rồi. Cái chú này hôm nay chú về đây. Không, hôm đó không về. Cái chú này về em trao đổi bác cái này nhá. Tức là chú này chú về nhưng mà cáo lại lãnh đạo. Thôi bây giờ người ta khất 2 tháng nữa nhá. Thì cứ để cho người ta 2 tháng nữa đi. Nhá. 2 tháng nữa người ta khất rồi thì mình cứ để cho người ta 2 tháng nữa. Nhá. Hai người trả lại hết rồi thôi thì người ta trả yêu cầu luôn, chúng em không thể quyết được. Bác cứ đồng ý nói nhỉ. Thế tốt quá thì bác không. Tốt quá. Không. Ô. Giá được nợ là giá của người ta. Chúng em chỉ muốn là sao các bác giả người ta không yêu cầu nữa, em giải quyết làm gì nữa bác. Đúng rồi. Quá trình em giải quyết bao giờ em chỉ muốn là sao này. Thôi vay phải trả bất phải đền. Còn nó bất kể chúng không may mình làm ăn. Nhiều khi những cái người người ta vay là không may rủi ro đến người ta, ta đề nghị ngân hàng, đề nghị xin gia hạn. Ai thế ngân hàng thế, người ta đến đấy có căn cứ người ta ra cho các bác. Có đúng không? Về mặt nguyên tắc đương nhiên người vay mình phải trả đúng. Vay người giá đúng rồi nhưng mà đây. Có đúng không? Đây là bác lừa đấy, nó mắc lừa đấy. Bác ơi, đấy là việc bác trình bày với em. Ngân hàng mắc lừa, khách hàng mất nó mắc lừa. Này này này. Để bác còn lừa cứ bác làm gì mà chắc với thép là bác giả em rồi. Em. Để vay nó nào. Bác ký. Bác ơi, em phải thích bác này. Nhớ, em phải thích bác này. Dòng luật ấy là bác có nhận tiền ngân hàng không? Quá nhận rồi, thế nhưng mà bác để em nói này. Kia. Ừ, bác nói bác lừa thì phải từ từ. Bác bình tĩnh này. Ừ. Nhớ. Còn nếu mà mình không lừa ngân hàng mà. Này, bác em nói này. Bây giờ em hỏi bác, đây em nói một cái chuyện rất đơn giản. Từ cái ví dụ khác nhá. Chẳng hạn, ví dụ bạn bè bác có đúng không? Cần tiền. Nhưng bạn bè bác thì không biết được mà em, bác biết em, bác bảo chú ạ, hiện nay tôi cần một khoản tiền này, chú có điều kiện chú cho chị mượn em, ví dụ đến là quan hệ thân nhá, em mà tôi bác cần em cho bác vay, thế em biết bác vay cho người cho nhá. Cái việc khác, hiện nay ngân hàng chỉ biết cho bác vay là đòi bác đúng rồi. Nhá, còn cái việc bác đòi bà kia là việc khác, bằng vụ kiện khác đúng rồi. Không thì giải quyết trong vụ án này được đúng rồi. Sao lại không? Vụ cán này nhưng yêu cầu ngân hàng phải làm chứng, còn không làm chứng thì không thể được. Chú tin không? Trong vòng 2 tháng nữa nhá, mẹ chú không trả được cái khoản nợ này, anh chú giải quyết đúng theo quy định được. Còn em làm sai này, còn em làm bất kể không đồng tình có quyền kháng cáo cấp trên. Em đó, em phát cáo này luôn. Nhá, bác nhá. Làm luôn. Nhá, làm luôn gì? Chú thích làm luôn gì? Không, để em kháng cáo này. Đây làm luôn cho kháng cáo luôn. Nhá. Không, đâu có là để 2 tháng ra để cho em để thích cho bác này. Nhá, ngân hàng không người đồng chứng, ngân hàng người ta là người khởi kiện, là người có tiền, người ta cho bác vay, người ta chỉ biết cho bác vay người ta đòi bác, và cái tài sản này có đảm bảo là của ai, là con trai bác đảm bảo. Người làm thì cho làm chứng, kiểm sát viên giám đốc phải cho làm chứng. Đấy, đấy là việc, đấy là luật, đấy là cho chú ý ra nhá. Còn đây làm chịu trách nhiệm trước pháp luật, làm đúng hay làm sai? Sai. Đây làm sai, chú có để im xem em làm sai? Ngân hàng sai. Sai cái gì? Làm sao mà hóa đơn, làm sao hóa đơn khống, làm sao mà không, làm không một cái bà già như thế này mà lại sắt nominox nhà quá 720 mà giá ngân 500 là cái việc bác giá nào hết bác này. Chỉ còn em phải một số nữa thì mới giá ngân được chứ. Chỉ giải thích cho bác cái này thôi nhá,
Em để thế cho bác. Một số không thể là giải ngân được 500. Bác phải nghe rõ này. Bác phải nghe này cho nó rõ này. Nhà đấy, thời xưa có 720 thôi. Giờ thì nó lên mấy tỷ rồi. Vài trăm là cái gì? Đây nhá, em thấy bác này. Vài trăm ngân hàng là cái đinh. Nếu gia đình bác thích nhá, em làm đúng luật cho bác để bác có nhìn ra bất kể gì chăng nữa là khi bác vay này. Ngày này bác vay bác ký ký vào bác rút tiền ra, bác cầm tiền ra. Có đúng không? Để khoản vay này nhớ tài sản nào đảm bảo? Không. Đây luật sư của em là anh Lực đó. Ôi trời ơi. Bảo chưa? Lực là Lực hôm ngồi với anh ấy. Mày còn được đi về tao bảo không? Vâng, anh cứ bảo chữa cho hôm mai anh vào đây. Mai vào đây thì cứ bảo đây. Vâng. Nhớ. Làm gì có chuyện này. Này, nghe luật sư anh nói chú nghe này, luật sư là luật. Nhớ, bất kể luật sư chỉ bảo vệ. Bảo vệ đó. Nhớ, bảo vệ nhé. Còn đúng hay sai thì cho tỏ quyết định. Không thì công an. Nhớ. Công an sẽ giải quyết. Công an tự kỷ đấy. Công an ngay. Em không cần biết. Ra công an luôn. Em chỉ giải thích cho bác cái này thôi. Công an giải quyết. Công an Hải Dương không giải quyết được, công an tự kỷ. Sao mà năn tăn. Đây là cái việc kinh doanh thương mại. Kinh doanh đấy. Công danh thực sự nhá. Bố không làm, không có giấy tờ gì. Nên công an thành phố Hà Nội, thế là công an Hải Dương vào cuộc. Có giấy tờ luôn. Thì đấy là quyền của tòa án. Ừ. Thế là làm việc cho. Không. Thì cứ đợi làm việc xong rồi trả. Cho bác này này. Tránh trường hợp. Này. Của bác này. Khách hàng bố quá trả chứ bố không trả đâu mình. Bố quá trả mà bố có phải từ tối đâu. Cháu không bám là bố. Không. Ngân hàng về. Anh em về anh bố quá trả mà. Để em anh làm xong cho con kia đã. Chứ không để nôi ngân hàng vào nó phức tạp. Một tí. Bên này. Nhá. Thì cứ nói là không có khả năng trả từ từ. Ngày 1 tháng 10 năm 2004 okay. Thì bao có ký hợp đồng dài thời gian để vay số tiền 500 triệu đồng. Mấy tháng nữa. Để vay cái khoản tiền này thì bao sử dụng toàn bộ cái tài sản 518m2 thời đất này. Nhá. Để thế chấp cho ngân hàng. Ừ, thế chấp ngân hàng nhưng mà bán một cái nhà rồi này. Em không cần biết bán, bán cũng kể cho nước. Bán nhà, bán xe đi trả lại ngân hàng rồi. Bán nhà, bán xe trả lại hết rồi còn chỗ nuôi. Có giải ngân đâu, 200 triệu không giải ngân. Cái việc về tôi. Phải luật sư thì bảo chữa được cái này. Bán xe rồi. Bán nhà rồi. Ngân hàng chuyển tiền vào ngân hàng không giải ngân. Bán nhà rồi, bán xe. Ngân hàng không tin tưởng không giải ngân. Em để thế cho bác này nhá. Bác vay cái khoản nợ 500 triệu đồng này, bác ký hợp đồng tín dụng. Ngày 1 tháng 10 năm 2004. Nhá, bác vay. Bác vay cái khoản nợ này, bác phải thế chấp cho ngân hàng cái tài sản. Ừ. Một cái tài sản, có đúng không? Đúng rồi. Bác chỉ thế chấp cho ngân hàng một tài sản thôi. Thế còn cái gì nữa? Có hai tài sản. Hai tài sản ở đâu? Là một cái nhà Hải Dương nữa. Nhà cái Hải Dương, trong hợp đồng làm gì có cái hợp đồng thế chấp, làm gì có cái nhà trên hợp đồng riêng. Nó không đưa vào. Em không cần biết. Bác bỏ hai cái nhà này. Không chuyển. Không chuyển vào. Không, công chứng ở văn phòng công chứng Bình Minh. Bất kể cho nữa này. Rồi, nó không đưa em để thích bác này. Nhớ, đây đều luật. Bác bảo là hai, thế chấp hai nhà. Nhớ, bác đưa căn cứ hai nhà vào đây. Nhớ. Nó có đưa nhà vào đâu. Hợp đồng nguyên mà. Công chứng không đưa vào ngân hàng. Đã ra pháp luật. Nhớ, giữ ngân hàng với người khách hàng nhé, không bao giờ người ta hợp đồng miệng. Thì bây giờ là tôi sai thì tôi đã đến công an rồi đấy đi. Thôi. Thôi báo cho công an thôi nhá, tôi em chỉ giải thích cho bác thôi. Nhớ thế bây giờ này đồng chí ngân hàng như này nhá, hiện nay là bác thác bác lên trên này rồi, em nhá, thì bác có đề nghị là trong vòng 2 tháng, nhá, bác có trả số ngân hàng, nhớ đề nghị ngân hàng gốc thôi, nhá, nhà bảo gốc thôi, không có lãi, tại vì 200 ngân hàng có giải ngân đâu, gốc chứ còn cái gì đó, chỉ trả gốc không trả lãi. Em phải thích cho bác này, này. Trước là bác kể cho mà nghe. Không, em không. Trước thì bác không, phải không, lái. Không, em. Thì gần đây là ngân hàng nó hốt à. Bác già rồi, không có nương tựa dựa vào con thì được miễn lãi. Thế đàn cũng cường với vài ngàn nó hốt. Bác ơi. Miễn lãi. Bác nghe em nói này. Ừ. Nhớ. Cái việc bác đấy là bác đề nghị là xin lãi ngân hàng. Nhớ. Ngân hàng đã đồng ý thì được. Còn người ta yêu cầu đương nhiên toán phải làm theo luật. Ở đây mà cường nó vào đấy mà. Thằng cường nó về, cường đi về em không cần biết. Tức là nếu mà ngân báo bảo bây giờ thì hoàn thành tôi chứ bạn. Tôi đề nghị biến này. Alo. Alo. Ừ. Ai vậy? Không trả lãi. À chưa, tôi chưa báo nhá. Thì trả gốc. Thì trả gốc rồi thì có lãi đó. Bác ơi. Trước thì vẫn đã bị lừa rồi. Thế mà mấy năm nay không có là già này. Già này không đấy.
cháu đi họp với chính sách mới, già không có cái lương tựa này, không có người. Thế thì thôi bây giờ em để thích cái bác này. Sao lại cơ nó bỏ đấy. Còn 24 nữa rồi. Bất kể đâu có lái, nếu mà có lái thì lại anh em mình lại ra tòa tiếp. Ôi trời ơi, cái việc đây bất kể chứ nữa. Là cái gì cứ làm người ta đây được tiền nhà nước. Bác thì dùng như nào? Nhá. Anh bảo lấy một luật xuống. Thôi cứ cài cho chú đi, chú quay đi. Chú có điện thoại đẹp để cho chú quay. Vâng. Nhá, cứ để điện thoại đẹp các thế điện thoại đẹp đi. Nhá. Vâng. Cứ để điện thoại đẹp quay đi. Nhá. Không có hình ớ gì đâu. Không, trong anh một con người đang người ta đang giải quyết cho mình đấy, cho mọi người rút kinh nghiệm nhá. Rút cái gì? Mọi người khi mà chuẩn bị cho người khác vay tiền là phải rút kinh nghiệm nhá. Bác em nói này, đây là khi một cái cần tiền này, bác nhá, bác em nói này, anh khi mình cần tiền bác nhá, thôi chú đi, không không nói nhá, em nói bác này, bác người dân, bác muốn làm ăn kinh doanh, bác muốn vay tiền thì đương nhiên ngân hàng anh mở thế mà em số nhà 300 Nguyễn Tiên Vinh, Phạm Thị Hiếu nhá, cho bác vay. Này gọi điện đến đấy, nếu mới là anh cho vào tù hoặc là tất cả các thứ. Trả tiền và cho nghe. Bác trai bác xem cái thái độ. Nhá. Anh sẽ gửi đến tòa án tối cao và bên chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chỉ mong bác không. Nhá bác nhá không. Và Phúc. Bây giờ bác già bác làm gì ra? Của bác người. Anh sẽ gửi đến chú Phúc. Bác ơi. Và Nguyễn Phú Trọng anh trong xem đất nước của ông như thế nào. Ừ đấy, bây giờ bác người dân đến như thế nào, giờ đầu cái có người dân như thế nào, bác hiểu sai rồi. Người ta đã báo cho công an không giải quyết, ngân hàng nó không giải quyết đâu, báo cho ngân hàng nó về từ chối không giải ngân, không có cái nó bà nó gọi nó vào nó đã bị lừa, bán cả xe bán cả nhà bán cả đất đi, thằng Cường mất cả chứ nữa, thằng Cường nó chỉ trôi hết nhá. Ai nói bằng văn bản phải bằng văn bản đã ra không luật. Còn bây giờ bác hình dung này, cái tiền này là tiền của nhà nước, tiền là tiền của nhà nước, bác hình dung được pháp luật quy định là ngân hàng quốc tế nhà nước nào, nhờ ngân hàng quốc tế, ngân hàng quốc tế bây giờ cũng là tiền đấy của họ, cũng là người ta chỉ yêu cầu ông này đi nhờ người ta kinh doanh, ta buôn bán tiền của kinh doanh cũng là. Còn sau này bác bảo tôi đề nghị xin lãi hoặc bất kể trên các bác đề nghị ngân hàng người ta đồng ý thì cũng được, còn người ta không đồng ý đương nhiên buộc bác phải trả lại. Ngân hàng vẫn về tiền nhá. Trước ngày ngân hàng vẫn về nhà bác lại lãi. Chứ còn bác phải nghe em nói này. Bác phải nghe em nói. Chẳng thích bác ngân hàng đi. Không giải ngân không đúng hợp đồng là sao mà giải lãi? Còn đấy là việc của con bác. Còn con bác sao đi về đi. Nhá. Còn đúng trình tự tất cả bác có quay mà bác vi phạm cái vụ trả lọ, ngân hàng cứ đòi anh buộc bác phải trả. 60 triệu tiền lãi trả là 260 rồi, nhá. Không trả ngân tiếp 200. Bác quay nhầm. Này. Bác nghe em giải thích này. Trả nhầm vào ngân hàng á. Trong quá trình giải quyết, bác để nghe em giải thích này, để cho bác cái dung này. Trả nhầm vào tài khoản, hai tài khoản này. Bác em nói này, bác để em giải thích này nhá. Bác vay của ngân hàng bao tiền, bác phải trả bao nhiêu, đều có giấy tờ chứng từ. Người ta như thế, người ta cho bác vay lần này, người ta tính lãi đến ngày này, là bao tiền. Nhớ bác của tôi giả rồi, giả giấy tờ bác ông bà và giả đâu. Ra pháp luật chúng em ở giữa.